Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò đàn em kém tuổi Y Vương Hạc Đệ, trên sân khấu một chương trình âm nhạc mới đây, nam MC Trương Đại Đại đã bất ngờ chia sẻ về câu chuyện một đỉnh lưu nam của làng giải trí Hoa ngữ đang hẹn hò với bạn thân của anh. Để tôi biết có một đỉnh lưu nam đang hẹn hò thời gian gần đây, cậu ấy theo đuổi bạn thân của tôi suốt 2, 3 tháng. Cuối cùng dựa vào việc cậu ấy thường xuyên hát tặng bạn thân tôi bài người theo đuổi ánh sáng nên đã theo đuổi thành công. Cậu ấy mới thành đỉnh lưu trong một, 2 năm trở lại đây thôi. Tôi không hề nói dối đâu, ngay lập tức" Câu chuyện về Đỉnh Lưu Nam và bạn thân của Trương Đại Đại đã thu hút sự chú ý của netizen. Nhiều người đoán rằng, Đỉnh Lưu ở đây có khả năng là Vương Hạc Đệ, sao nam nổi tiếng nhất nhì showbiz hoa ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây. Trong khi đó, bạn thân của Trương Đại Đại khiến người ta nhớ đến ngay Dương Mịch và Angela Baby nhưng có vẻ như nhân vật chính giống nữ diễn viên tam sinh tam thế hơn. Chỉ có điều, cư dân mạng không cảm thấy Dương Mịch và Vương Hạc Đệ có điểm gì mập mờ gây đồng đoán cả. Cuối năm ngoái Hai ngôi sao cùng tham gia sự kiện và nói chuyện rất vui vẻ nhưng sau khi kết thúc, họ cũng không còn tương tác với nhau. Hơn nữa, những người đàn ông đi qua cuộc đời dương mịch đều khá trưởng thành và chững chạc, có lẽ trai trẻ hoặc bác như vương Hạc đệ không giống với kiểu người mà cô sẽ thích. Quan trọng hơn, bạn thân của Trương Đại Đại không chỉ có dương mịch hay Angela Baby và định nghĩa đỉnh lưu của anh chưa chắc đã dùng để chỉ một đỉnh lưu thực thụ. Vương Hạc Đệ rất nổi tiếng nhưng anh vẫn chưa được xếp vào hàng ngũ đỉnh lưu giống tiêu chiến hay vương nhất bác mà truyền thông Trung Quốc cũng nghi ngờ, có nhiều khả năng Trương Đại Đại bị một câu chuyện thu hút sự chú ý hoặc danh tính của nhân vật chính không có địa vị cao như những gì anh tiết lộ. Dương Mịch ly dị Lưu Khải Uy vào năm 2018 và sau đó tầm một năm thì cô hẹn hò với Ngụy Đại Huân. Giới truyền thông cũng tung ra rất nhiều bằng chứng như ở chung khách sạn, mặc đồ đôi để chứng minh hai ngôi sao trốn thoát khỏi mật thất đang hẹn hò nhưng họ nhất quyết giữ im lặng, theo nguồn tin tiết lộ, Ngụy Đại Huân đã cầu hôn Dương Mịch nhưng bị người đẹp 8X này từ chối khiến chuyện tình của họ cũng tan vỡ vào năm 2021. Kể từ đó đến nay, vợ của Lưu Khải Uy cũng vướng vào một số tin đồn tình cảm nhưng paparazzi chưa bao giờ chụp lại được hình ảnh gì nên có nhiều khả năng là trong 3 năm qua. Cô vẫn giữ trạng thái độc thân, về sự nghiệp, Dương Mịch được truyền thông Trung Quốc đáng hát giá là sao nữ nổi tiếng nhất năm 2024, dù các dự án phim không gây được tiếng vang trên màn ảnh, mới đây, trong một bài viết. Tờ 163, Trung Quốc nhận định, trong nhiều năm qua, giới giải trí trong nước thực sự không thể thiếu Dương Mịch. Nữ diễn viên là sự tồn tại đặc biệt, dù không còn đỉnh cao như trước nhưng vẫn luôn khiến mọi người nhớ đến, theo truyền thông xứ Trung, Dương Mịch có khả năng khiến các khẩu hiệu quảng cáo tầm trung trở nên nổi tiếng và viral trên mạng xã hội. Dù là quảng cáo nghiêm túc hay hài hước, Dương Mịch vẫn nổi bật nhờ gương mặt thanh tú, giọng nói đặc trưng và thần thái riêng biệt, trong khi đó Vương Hạc Đệ cũng là ngôi sao vướng phải khá nhiều tin đồn tình ái thời gian qua. Các blogger giải trí khẳng định, Vương Hạc Đệ đã từng có bạn gái nhưng sau khi anh nổi lên với Thương Lan Quyết vào năm 2022 thì họ đã chia tay. Thời điểm Vương Hạc Đệ hợp tác với Điện Hy Vi trong Đại Phụng đã canh nhân, họ cũng bị đồn đã phim giả tình thật nhưng nhân vật chính không lên tiếng. Gần đây, nam diễn viên sinh năm 1998 này được cho là đang qua lại với Trần Tiểu Vân một bạn diễn của anh cũng tham gia bộ phim đại phụng đã canh nhân những hình ảnh thân thiết của họ khi đi hát karaoke khiến mọi người nghi ngờ nhưng người trong cuộc đã nhanh chóng bác bỏ tin tức này